Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng một số thói quen được cho là tốt nhưng thực sự có thể là thủ phạm của bệnh mất trí nhớ. Thông tin cụ thể được đăng tải trên trang vietnamnet.vn. Ăn uống quá thanh đạm. Có bệnh rồi, ăn thanh đạm một chút. Các bác sĩ thường nói điều này nhưng không phải là ăn uống quá thanh đạm. Nhiều người còn cho rằng ăn thanh đạm là ăn chay, thậm chí còn không ăn dầu và muối. Nếu thời gian dài ăn chay sẽ khiến cơ thể suy yếu, da xanh xao, mệt mỏi, tinh thần thiếu tập trung hay quên. Thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thậm chí có thể gây ra các bệnh như mất trí nhớ, sỏi và loãng xương. Đặc biệt đối với người cao tuổi, cần đặc biệt chú ý đến dinh dưỡng. Thường xuyên ăn protein chất lượng cao như cá, thịt gia cầm, trứng và thịt nạc, đảm bảo ăn đủ rau và trái cây, đường và muối nên được kiểm soát nhưng không ăn sẽ gây hại cho cơ thể hơn. Ở trong môi trường nhà kính đô thị quá lâu, tiến sĩ Molyneux thuộc Đại học Cambridge ở Anh và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu từ 192 quốc gia. Hóa ra các quốc gia có vệ sinh và cơ sở vật chất tốt hơn và đô thị hóa cao hơn cũng có tỷ lệ mắc bệnh mất trí nhớ cao hơn. Trong số đó, các quốc gia có cơ sở vệ sinh tốt có tỷ lệ rối loạn chứng nhận cao hơn 33%, khử trùng thường xuyên, sử dụng thuốc kháng khuẩn, không tiếp xúc với tự nhiên hay môi trường sống quá sạch sẽ. Đó cũng là sự phá vỡ cân bằng sinh thái. Ngủ quá nhiều, ngủ ít thì không tốt, ngủ quá nhiều cũng không tốt. Đại học California, Trường Dược San Diego và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã khảo sát 1 triệu người trong 6 năm và thấy rằng người lớn ngủ từ 6,5 đến 7,4 giờ có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Những người ngủ lâu ngủ quá 8 giờ tăng khả năng đột quỵ lên 146%. Các nhà nghiên cứu của Framingham Hirst cũng đã phát hiện ra rằng những người già ngủ hơn 9 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp đôi. Tiếp theo là những thói quen xấu nên tránh xa và mẹo tập thể dục cho não. Những thói quen có hại cho não mà bạn nên tránh: hút thuốc, thường xuyên ăn đêm, ăn quá no, uống nhiều rượu loại có nồng độ mạnh, sử dụng dụng cụ nấu và bộ đồ ăn bằng nhôm. Những mẹo tập thể dục cho não: treo thêm ảnh trong phòng, đặc biệt là ảnh về kỷ niệm vui. Thiết lập một trung tâm bộ nhớ, chuẩn bị một cái tủ hoặc bàn với tất cả những thứ quan trọng như chìa khóa, ví, hồ sơ y tế, thuốc men để tăng cường trí nhớ và giảm chứng hay quên. Nhắm mắt để tìm công tắc đèn và huy động nhiều giác quan để làm điều tương tự. Điều này giúp rèn luyện hệ thần kinh của bạn. Xoay quả óc chó trong tay để kích thích các huyệt đạo trên tay. Thường xuyên ăn rabina. Đại học ở Đức đã phát hiện ra rằng rabina giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Học ngoại ngữ, ăn lượng thịt gà thích hợp và đi bộ 20 phút mỗi ngày. Hiểu đúng về bệnh Alzheimer. Bệnh mất trí nhớ hay còn được gọi là bệnh Alzheimer. Theo một nghĩa nào đó, nó còn khủng khiếp hơn cả ung thư. Nguyên nhân gây bệnh từ trước đến nay vẫn chưa rõ, không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi, chỉ có thể làm thuyên giảm. Nó bắt đầu bằng việc quên đi những điều nhỏ nhặt và cuối cùng quên mất bạn là ai, đồng thời mất đi tri giác, suy nghĩ và cách chăm sóc bản thân. Tính tình còn có thể hung hăng hơn, la mắng, đánh đập. Đó chính là một bi kịch đối với bạn và gia đình. Trong 3 giây, chúng ta chỉ có thể chớp mắt 2 lần, nhưng trong 3 giây, toàn thế giới sẽ tăng thêm một trường hợp chẩn đoán bệnh này. Đáng sợ hơn nữa là nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng một số thói quen được cho là tốt, nhưng thực sự nó có thể là thủ phạm của bệnh mất trí nhớ. Cộng đồng cũng có những nhận thức sai lầm về bệnh. Họ nhận thức rằng Alzheimer là lão hóa tự nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm vì đó thực sự là một căn bệnh. Bệnh Alzheimer không thể chữa được, điều này cũng không đúng bởi uống thuốc có thể làm giảm quá trình và cải thiện chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn tham khảo thông tin. Những triệu chứng khi uống rượu mà bạn thấy xuất hiện thì cần đi khám sơ gan ngay. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.